Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình có là một con Allegan, Allegan 50 này. Thì hiện tại xe này tại Đồng Tháp nha. Thì hiện tại xe này lúc trước là qua bên mình đó là em trai này có mua cái nòng dài 69 đóng số 49 ở trong là được đi 54 quạt tông bên mình ha. Đó, bạc bê tông 54 bên mình tốt. Đó, đầu bò được cơ khí bên mình. Đó. Tìm cái bằng vấn đề là chỉ có cái nòng này là mua ở trên mạng ha, rồi đem lại cho mình làm 54 ha. Thì lúc đó là mình làm phân khúc là đầu lòng nồi ha. Đó, tại vì lúc đó cái máy của em trai này đã lên trên 110 gút tay. Đó là lên rất lâu rồi. Đó, lên rất là lâu rồi. Đó, rồi sau này mới qua bên mình là làm đầu lòng nồi. Đó, gáp cái nòng này cho em trai nhưng bạc bê tông tốt bên mình 54. Ok. Thì chiếc xe này mình đã quay clip trước rồi. Đó, các bạn xem lại cái clip cũ của mình được mang tên là Allegan 50. Lên 54 nòng dài gì nòng dài 69 đó, cái tựa đề là như thế. Mình có thể mình copy đường link đó, mình có thể để dưới phần mô tả cho các bạn xem ha. Rồi ok, thì chiếc xe này lúc trước lại là làm nhưng mà bình xăng vẫn còn là bình xăng full 125 đó. Bô thì em trai đó lúc đó đút qua bên đây thì chưa có hai cái bô nổ này đó, sau này đem qua hôm nay đem qua đây làm thì em trai này đã lên bình xăng trước rồi đó. Nói chung bình xăng canh ngọt ngào. Ok, gắn bình xăng này thì nó mạnh hơn bình xăng cũ rất là nhiều đó, thêm cái bô thông này rất là ok, nó mát máy nữa. Rồi hôm nay chiếc xe này đến đây là làm cái gì? Thì chiếc xe này hiện tại là bên mình đó là lúc trước làm đầu lòng nồi cho em trai này đó, sau này là làm xong rồi về bển là chạy một thời gian là đạn số, nguyên cái bộ đạn số của em trai này và đạn dên. Đó, lúc trước là em trai này thay cái dên nhưng mà được hoàn toàn không có cơ khí lại hoặc là thay bạc đạn tốt lại. Đó là anh thợ trước là chỉ mua là cái dên đó là 110 sao đó là về là ok, là không có thay bạc đạn tốt lại đó, nên là chạy thời gian bài 54 này nó mạnh quá thì về chạy giặt sau á thì đạn đồ thì nó gơ hết, nó phát ra tiếng kêu đó. Tiếng kêu của đạn dên á thì không sao nhưng mà cái đạn số á, cái bộ đạn số của mình á là khi á các bạn nổ máy đậu tại chỗ á, garanti á lên ga thì nó không có kêu đó. Khi các bạn vô số á, từ số 1 cho đến số 4 các bạn chạy á là nó kêu rất là lớn đó, là cái bộ đạn số là nó đã tiêu rồi đó. Chạy đậu dựng tại chỗ không vô số thì không bao giờ kêu nha, tại vì cái nồi nó chưa có bắt, nó ôm qua bên kia đó, nó chưa có quay mạnh hung nên là nó chưa có kêu hết đó. Khi các bạn mà vô số từ 1 cho đến 4 các bạn chạy á thì nó sẽ phát ra tiếng kêu rất là khó chịu đó. Thì mình đã thay cho em trai này hết rồi, rất là ok. Bây giờ anh sẽ nổ máy cho cưng nghe nha em trai. Máy rất là ấm, máy là ok. Đang nổ máy mình sẽ bịnh bô lại cho các bạn nghe. Đó, máy rất là ấm. Mình làm cái này cũng mấy tháng rồi nhưng mà vẫn còn máy ấm nha các bạn. Đó, mình mới chỉnh cò đồ lại cho em trai này luôn, sẵn qua đây bảo dưỡng luôn từ Đồng Tháp qua tới đây mà. Đó, rồi ok, hồi sáng là em trai là lúc mà chạy garanti như thế này. Chạy garanti như thế này thì nó hơi kêu nhỏ ha. Đó, bây giờ cho cưng nghe lại nha. Rất là ok, bây giờ anh sẽ vô số giống như hồi sáng nữa ha. Đó, bây giờ mình sẽ vô số 4. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ một cái chân mình sẽ đạp thắng và lên lên ga đó nghe em trai, giống ga lớn lên đó. Hồi sáng là khi mà đến tiệm vô số như vậy đạp thắng bên đây lên ga lớn là đạn số kêu rất là nhiều đó, hoặc là để cho bánh xe chạy đi luôn thì đạn số nó sẽ kêu. Rồi ok, coi như là anh đã hoàn thành cho em trai. Rồi không phải là thay bạc đạn không đâu. Rồi vô đây mình sẽ quay lại cái này cho các bạn xem như thế nào. Là xe của em trai này mình thay luôn cái lốc. Đó, mình sẽ nói về cái lốc. Đây đây là đạn nha, để mình lấy đạn trước. Đó, đây là bộ đạn. Thì thay như này nhưng mà có một cái đạn ở bên chỗ cái cúc nhông á thì nó không có hư. Đó, mình kiểm tra cái đạn bên cúc nhông thì nó không có hư. Đó, cái cúc nhông để đút ra đây, để đút cái nhông vô á, chỗ này nè là nó không có hư, là mình không có thay. Đó, còn những cái đạn này là nó bị sượng hết trơn nha các bạn. Đó, quay mới có cảm giác. Hồi sáng là mình cho em trai chủ xe này quay luôn rồi. Đó, quay là xe có cảm giác, nó rất là khó chịu. Đó, là nó bị bể. Đó. Rồi, ok. 3 1 2 3. Còn đạn này là đạn dên. Đó,
sẵn tháo ra rồi ép cái dên lại cho em trai luôn đó. Nói chung là làm thủ công lại với thay cặp đàn cặp đàn tốt cho em trai luôn đó. Là cái lốc này vì sao mình thay, có nghĩa là cái lốc này những cái lưng đạn của nó đã bị hư hết rồi đó. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem những cái lưng đạn nè đó. Như cái là lưng đạn bên đây nè, các bạn thấy bị gỗ hết trơn thấy không, là lỏng lỏng bạc đạn luôn đó. Cái phần thứ hai á, là ở bên này cái chỗ đạn dên cũng vậy luôn đó nè, các bạn thấy không, đó là nó bị gỗ hết trơn, là nó bị lỏng hết trơn, bên này cũng vậy luôn đó. Thì tại sao mình không đi mà đắp lốc này kia lại cho em trai này đó, đắp lốc lại làm lại cho nó ok mà phải thay chi cho nó mất tiền hơn chút xíu. Thì mình xin nói với các bạn như thế này á, đó là khi mà đắp lại thì cho dù đắp lại cỡ nào nó cũng không có bằng cái mà nó đổ nguyên khối nhôm như thế này đó. Là cái kia nó xài không bền nữa, là mình đã thay cái lốc này cho em trai để bền luôn. Thì cái nguyên nhân nó mà bị như gì đó, thứ nhất là đạn nó bị bể đó, nó bị bể rồi nó bị lắc, nó lắc nó sượng nó lắc rồi bắt đầu là sẽ lôi ra cái lốc, cái lốc là nó bị gỗ như thế này luôn đó, như vậy đó. Bởi vì là khi mà các anh thợ mà gã máy ra thì full máy thì nên kiểm tra đạn này kia ok ha đó. Còn đạn dên là tùy theo chủ xe thôi, người nào có tiền thì lúc mà thay cái dên mới mình yêu cầu người ta xem người ta có thay cặp bạc đạn ok không. Nếu người ta không thay bạc bạc đạn ok thì người ta phải chịu cái cặp bạc đạn nó không ngon rồi đó. Như bên mình là mình hỏi khách hết trơn, ừ cho dù dên mới cưng có làm đồ tốt không, nếu mà tốt anh sẽ làm lại cái dên như cưng, thay bạc đạn này kia làm ok hết đó. Nó là như vậy, thì mong anh em thợ có làm full máy như mình á thì hãy nói với khách cho người ta hiểu rõ, ừ có nên thay cặp bạc đạn lại hay không đó, hay là để cặp bạc đạn theo cái dên xài. Thì cái cặp bạc đạn theo cái dên á thì nó không có ngon nha các bạn, trừ khi mình thay cặp bạc đạn ở ngoài mới ok ha. Rồi xong là xe của em trai này nó là như vậy, mình thay cái lốc luôn cho nó ok. Thì có nhiều bạn thợ vô này kia nói ừ sao không đi đắp lốc này kia xài cho người ta đỡ tốn tiền. Thì cái đó là chỗ các bạn làm sao mình không biết, thì mình cũng đã nói rồi, đắp lốc lại xài vẫn được nhưng mà nó không có ngon. Nếu mà nó xài một thời gian rồi nó cũng sẽ trở về vị trí cũ thôi. Còn khi mà mình mua lốc mới, lốc tốt ở ngoài á thì nó được đổ nguyên khối nhôm như vậy thì nó sẽ ok hơn ha, luôn lúc nào cũng vậy thôi đó. Rồi bây giờ là máy ấm nha. Rồi máy ấm nghe em trai nghe một lần nữa ha. Rồi máy ấm hỉnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi gáp vào và xịt nước này kia, rửa bẩn này kia các bạn ơi. Tại vì nãy giờ mình thử bơm nhớt này kia lên đầu bò làm sao rồi nhớt nó phúng ra cái mỏ dẻ ướt quá với cái đầu bò nó ướt nhớt quá. Vàng mũ em trai này kêu quá. Rồi ok, bây giờ tắt máy là sẽ gáp những phần còn lại và rửa xe cho em trai này ha. Ok, hiện tại là chỗ mình là có cái thông tin là sẽ nghỉ để tránh dịch khoảng 2 tuần lễ. Thì có những bạn nào mình đã đặt lịch lên rồi sửa xe thì để tối nay mình sẽ khảo sát cái thông tin đó chính xác hay không. Nếu mà ở phường người ta báo cho mình thì mình xin lỗi các bạn trước là mình sẽ nghỉ tránh dịch khoảng một thời gian nào đó. Rồi mình sẽ thông báo cho các bạn sau ha. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.